Xin chào quý vị đã đến chương trình Trực Chuyện TV. Nói đến cái vùng lũy đô Sài Gòn, cái thủ phủ tị nạn thì tiếp tục dậy sóng, tiếp tục tranh luận và tiếp tục là có những cái ý kiến và đối chọi với nhau. Và cái thủ phủ này, cái vùng lũy đô Sài Gòn, cái vùng Westminster là không bao giờ yên cả. Đến ngày hôm nay cũng vậy, cũng lại có thêm một cái sự kiện mới và tạo ra những cái sự tranh luận, tạo ra nhiều cái câu hỏi và nhiều cái vấn đề cần phải có sự giải đáp. Chính bản thân của chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các cái thông tin, những cái thông tin gửi về email cũng như là gửi về tin nhắn, thậm chí là có gọi điện thoại để mà cho biết là cái sự việc vừa xảy ra và nhắm thẳng vào một cái người là nghị viên của cái thành phố Westminster, hay là đúng hơn là cái người thị trưởng của thành phố Westminster, đó là Charlie Nguyễn Minh Chí. Thì Charlie Nguyễn Minh Chí cũng là một cái thị trưởng mà trong thời gian vừa qua bị nhiều người đặt vấn đề. Những cái người mà cho rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí dính liền với nhà tài phiệt là ông Triệu Phát để mà dựng nên cái bảng số cờ mang 1975, gọi là nửa cờ Mỹ nửa cái ba sọc đỏ, thì người ta đặt cái vấn đề có hay không có cái sự kết nối, cũng như là trước đó nữa thì ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người đã đại diện cho thành phố Westminster, coi như là cấp cái bằng tưởng lục cho ông David Dương và tham dự vào cái dạ tiệc của David Dương. Và những cái dân cử gốc Việt tham dự vào cái dạ tiệc của David Dương thì chúng ta đã biết rồi, được bị đặt vấn đề rất là dữ dội. Có nhiều người đã đưa ra những cái văn bản nhắm thẳng vào những cái dân cử này, cho rằng là dân cử phản bội cộng đồng, dân cử vượt ra rằng quanh quốc cộng. Và ông Charlie Nguyễn Minh Chí thì ủng hộ dựng cái số cờ 1975 thì bị nhiều người đặt cái vấn đề rằng là phản cảm, là không phản ánh đúng thực tế, là làm nhục, hay nói đúng hơn là thóa mạ, cũng như là làm những cái điều đó là không không có thấy được là bảo vệ cho cái người cờ vàng. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn nhắc một chút về cái vai trò của ông Charlie Nguyễn Minh Chí và những cái sự chỉ trích. Ông ta đã trở thành một cái tâm điểm, cái mũi dùi, nhiều cái mũi dùi đã nhắm thẳng vào. Và cách đây mấy ngày, cụ thể hình như là ngày 27 tháng 5 năm 2023 vừa qua, thì ông Charlie Nguyễn Minh Chí đã có nhiều các cái kênh YouTube cũng như là những người trong cộng đồng gửi cho tôi những cái thông tin cho biết rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí như là chở một cái người phụ nữ trên cái chiếc xe sedan gọi là Tesla, không biết là mua đồ mấy nữa, nhưng mà nói rằng là ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người điều khiển chiếc xe đó và đã có thực hiện cái việc mà đã tông vào cái mặt kính ở phía bên ngoài của cái tiệm cà phê Suối Đá. Thì cà phê Suối Đá là một cái tên rất là quen thuộc nếu mà những người ở thành phố Hồ Chí Minh, những người ở khu vực Sài Gòn. Thì trong nhiều năm vừa qua ở Sài Gòn có một quán cà phê mang tên là Suối Đá rất là nổi tiếng. Chính là bản thân của chúng tôi hay là nhiều cái Việt kiều khi mà về thành phố Hồ Chí Minh muốn đi uống cà phê ở những nơi mà đẹp đó, có cái cách mà bố trí đẹp thì người ta cũng hay đến cà phê Suối Đá, là đó là cái điểm mà check in của rất là nhiều người. Và có lẽ là vì cái tên Suối Đá nó quá nổi tiếng cho nên rằng cái người chủ của cái tiệm cà phê này mới lấy cái tên Suối Đá để mà đặt cho cái tiệm cà phê. Và cái mặt dựng của cái tiệm cà phê đã bị tông vỡ kính. Thì thật ra một cái người mà tông vỡ kính của một cái cơ sở thương mại hay là đụng thẳng vào cái cửa nhà của một cái cơ sở thương mại thì cái chuyện đó cũng thường xuyên xảy ra chứ không phải là ít. Ví dụ như là nhiều khi cái mặt kính, cái chỗ mà đậu xe nó ở phía trước của một cái tiệm cà phê đi, hay là một cái quán tạp hóa, và có những người họ thay vì họ đạp thắng, họ không đạp thắng thì họ đạp ga, thì cái xe chồm lên có thể là nó sẽ ủi thẳng vào trong cái phía trước, bởi vì cách có khoảng chừng 2-3 mét thôi thì rất là có thể sẽ chồm lên như vậy. Nhưng mà thì cái chuyện mà đụng như vậy đó nó cũng xảy ra thường xuyên thôi, chứ không có phải là vấn đề mà gọi là nó cái gì mà quá đặc biệt hoặc chưa bao giờ có thì nó không đúng. Nhưng mà tại sao ông Charlie Nguyễn Minh Chí, cái người bị kết rằng là người điều khiển của cái chiếc xe đó, thì lại bị đặt vấn đề là nó có hay không cái gì khác biệt? Thì chúng ta thấy rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người thị trưởng, và với những cái báo cáo ban đầu, với những cái sự tường thuật, thí dụ như trên phố bên xa TV đó có phỏng vấn một vài những cái nhà báo hay là những người quan sát trong cộng đồng, hay là những cái người gọi là hoạt động trong cộng đồng,
cũng như là nhiều cái kênh YouTube khác, nhiều cái đài báo khác cũng đã có đưa những cái bản tin và nhắm thẳng vào hay là xác định một cái điều rằng là cái người điều khiển đó là ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Và ông Charlie Nguyễn Minh Chí cũng có một cái văn bản, hay nói đúng hơn là xung quanh cái vụ việc này thì chính lần phố Mosa TV cũng đã đưa ra được một cái, không phải là một cái báo cáo mà một cái tờ xác nhận rằng, hay nói đúng hơn là những cái ghi nhận về từ ở phía bên cơ quan chức năng là phía bên cảnh sát đưa ra là có một sự việc đó, và những cái sự việc đó người ta đang đi vào cái hướng là xác định ban đầu đó là cái trường hợp gây tai nạn vì DUI. DUI là chữ viết tắt của những cái từ là mình lái xe dưới cái sự tác động của những cái chất kích thích đó. Thì đây là cái chuyện mà ở Hoa Kỳ khi mà nói với cái từ mà DUI thì ai cũng rất là sợ, bởi vì lái xe là không uống rượu, và đã uống rượu là dứt khoát không có lái xe. Và đối với cái tội lái xe uống rượu thì dù cho xảy ra tai nạn hay không xảy ra tai nạn gì đó thì cũng bị phạt rất là nặng. Không xảy ra tai nạn, nếu mà xảy ra tai nạn thì nó sẽ vô cùng kinh khủng, có thể hết sức là tồi tệ, mà tai nạn nó càng nghiêm trọng, nó càng dữ dội chừng nào thì cái sự mà trừng phạt nó lại càng nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy thì đa phần là những người ở Mỹ, những người dân thường, những người lao động bình thường, những người mà họ có cái cuộc sống an bình để mà làm việc, để mà nuôi sống cái gia đình đó, thì họ tối kỵ không bao giờ họ uống rượu để mà lái xe cả. Nhưng có lẽ là những cái kẻ mà họ chủ quan, họ coi cái mạng sống người khác không ra gì, hoặc là bản thân họ họ xem thường pháp luật, họ chà đạp pháp luật, họ coi rằng họ trên thiên hạ hay là họ trên pháp luật thì họ mới dám làm cái điều đó. Có thể nói hoặc là họ ỷ tài ỷ tận, họ ỷ rằng mình có một sức mạnh quen biết, hay là ỷ rằng mình có một sự giàu có một sự kết nối, và ỷ rằng mình làm có cái sức mạnh dữ dội, hoặc là trong cái địa bàn của mình thì muốn làm trời làm đất gì đó, thì có khi là họ làm như vậy. Chứ còn đối với những người lao động bình thường, những người mà tối ngày phải kiếm cơm đó, thì họ không có dám, họ rất là tuân thủ pháp luật. Đó mới là những người đáng khen, đó mới là những người mà rất là đáng tôn trọng. Chúng ta cần một cái cộng đồng rất là vững mạnh, cộng đồng mà từng cá nhân phải là sạch, phải là xanh, những từng cá nhân phải là những nhân tố để mà góp sức bảo vệ cho cái cộng đồng người Việt nó lớn mạnh. Thì trở lại cái trường hợp của ông Charlie Nguyễn Minh Chí, thì đến ngày hôm nay với những cái thông tin ban đầu từ phố Mosa TV cũng như là một vài các cái kênh tin tức khác, mà chúng tôi cũng có nhận được những cái thông tin, thì những cái thông tin gửi đến thì cho nói bà liền ban đầu là ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người gây ra tai nạn. Thì cái báo cáo của cảnh sát có ghi là DUI, nhưng mà rõ ràng thì cũng không có nói rằng là ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người có cái nồng độ rượu hay không, đã có uống rượu hay không, hay là có sử dụng các cái chất kích thích hay không, tức là cái chất mà có thể làm ảnh hưởng cho cái khả năng hành vi đó. Thì cái điều kiện hành vi mà mình xử sự hay mình hoạt động như thế nào, mình bị những cái chất kích thích nó sẽ làm cho hạn chế. Thì nếu như mà có được những cái sự xác định đó thì chúng ta mới có thể khẳng định một điều rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người đã bị rơi vào cái trường hợp của DUI. Thì đến ngày hôm nay thì trước những cái thông tin như thế này thì có bạn đặt cái vấn đề, nhiều bạn hỏi chúng tôi nói rằng là anh ở cái vùng lý đô Sài Gòn thì anh có biết rằng cái trường hợp của ông Charlie Nguyễn Minh Chí, một ông thị trưởng như vậy thì lái xe uống rượu như vậy thì có xứng đáng hay không, rồi có nên như thế này nên thế kia. Thì chúng tôi xin trả lời rằng chúng tôi là một người khách quan, chúng tôi không bênh vực cho phe phái nào cả, không có phải là đả phá ông Charlie Nguyễn Minh Chí, hay là ủng hộ cái phía đối lập, hay là không phải đứng về bên này bên kia. Chúng tôi chỉ nói một cách trung lập. Chúng tôi muốn nói rằng là đến thời điểm như hiện nay chưa có một cái cơ sở xác định nào nói rằng, hay là người ta kết luận rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người đã có uống rượu, đã có lái xe. Đến thời điểm này thì mình chỉ có thể xác định được ông Charlie Nguyễn Minh Chí là cái người đã điều khiển cái chiếc xe Tesla đó. Và chính cái chiếc xe Tesla đó và với cái sự điều khiển của ông Charlie Nguyễn Minh Chí thì có gây ra cái tai nạn đó. Và cái tai nạn đó là chỉ xảy ra là nó chỉ hư hại vật chất thôi. Nó hư hại vật chất cụ thể là một cái mặt dựng của một cái quán cà phê và làm vỡ cái cửa kính đó.
và hiện giờ thì người ta phải đóng những cái ván ép đó để mà che lại, và có lẽ là phải chờ đợi bảo hiểm đến, người ta sẽ định giá như thế nào, và toàn bộ những cái hư hao liên quan tới cái chiếc xe Tesla đó thì chúng tôi cũng không có thấy một cái báo cáo hay là một cái thông tin gì nói là cái Tesla đã có bị hư hại như thế nào không, hoặc là những người ngồi trong xe là ông Charlie Nguyễn Minh Chí và cái người phụ nữ có thể là vợ ông ta thì có bị ảnh hưởng gì về đến sức khỏe hay không, thì chúng tôi cũng không có những cái thông tin như vậy. Thì đến thời điểm này đó thì chúng ta biết rằng là theo luật pháp của Hoa Kỳ, nếu như mà một cái người mà gây ra tai nạn chẳng hạn, thì thông thường những cái tai nạn có khi có cái lập biên bản nhưng mà có khi họ không lập biên bản. Thí dụ như mà họ gọi là minor đó, những accident mà nó gọi là nhỏ quá thì có khi người ta cũng chỉ để thỏa thuận với nhau thôi, hai bên thì thỏa thuận với nhau rồi có khi cũng thể là thông qua luôn, có khi cũng không cần thông qua bảo hiểm nữa. Nhưng mà có những cái tai nạn mà nó nặng và những người trong cuộc cảm thấy là cần thiết phải có cái sự tham gia của bảo hiểm, cần thiết phải báo cáo đến DMV và cần thiết phải báo cáo đến cảnh sát, thí dụ như vậy. Thí dụ như người ta tính rằng những cái vụ tai nạn mà gây ra cái hậu quả có thể là phạt bị ảnh hưởng lên tới từ 1.000 Mỹ kim trở lên thì đa phần là phải báo cáo đến DMV. Và nếu như những người điều khiển hoặc là gây ra những cái tai nạn mà người ta nghi ngờ rằng có chất rượu, có những cái chất kích thích hay là uống rượu lái xe các thứ thì bắt buộc người ta phải có cái biên bản và người ta phải có những cái tiến hành nó có biện pháp nó nặng hơn nữa. Chúng tôi cũng đã có tiếp xúc với những người bị gọi là trong cái tình trạng DUI, tức là tình trạng uống rượu lái xe, và ngay khi xảy ra tai nạn thì cảnh sát gần như là họ bắt họ giữ ngay lập tức, họ mời họ nhốt vào trong đồn ngay và không có cho bảo lãnh gì cả, và phải đợi phải sang cái ngày hôm sau, tức là trong cái lúc mà đã tỉnh rượu rồi thì người thân mới đến để mà làm các cái thủ tục, nó gọi là bail out, tức nghĩa là phải bảo lãnh ra bên ngoài và phải đặt tiền đặt làm nhiều thứ lắm. Có những cái trường hợp nhiều khi thì bị vào thứ bảy chủ nhật gì đó, có khi cũng phải bị nhốt ở trong trong tù nhiều khi 1 2 ngày chứ không phải là mà ra liền thực tế. Thì đến thời điểm này đó thì chúng ta thấy rằng những cái kết luận nói rằng Charlie của mình chỉ là uống rượu lái xe thì chúng ta chưa có một cái khẳng định. Tuy nhiên trong một cái đầu của văn bản mà phía Quốc Minh TV đưa lên thì chúng ta thấy rằng cái trường hợp đó thì cảnh sát nói rằng xảy ra cái tai nạn, và cái tai nạn đó thì người ta ghi rằng DUI, thì cái việc mà DUI như vậy đó thì cũng rất có thể là họ nghi ngờ rằng lái xe là có DUI, nó cũng có phản ánh một điều như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về kết luận thì cũng không thể chưa thể kết luận ngay lúc này. Thí dụ như chúng ta thấy là một cái vụ án đi, thì khi mà xảy ra thì cơ quan mà cảnh sát đó, FBI hay là ngay cả các cơ quan điều tra, người ta tiến hành điều tra, người ta cũng nghi ngờ rằng cái vụ án này là có một cái xác chết xảy ra, thì người ta nói rằng đây có nghi ngờ vụ án gọi là vụ án giết người. Thì cái vụ án giết người, người ta khởi tố cái vụ án giết người chẳng hạn, rồi người ta định hướng theo cái hướng đó để mà người ta điều tra. Tuy nhiên thì trong cái quá trình điều tra rồi thì cuối cùng người ta có kết luận rằng có hay không cái hành vi giết người, có hay không có án mạng liên quan tới cái việc giết người. Còn nếu như mà không có thì người ta sẽ xóa bỏ cái kết luận đó. Thì trong cái văn bản mà phía cảnh sát ban đầu đưa ra về cái tai nạn này thì người ta cũng có thể là ghi DUI nhưng mà chưa biết là như thế nào. Thì người ở trong cuộc là ông Charlie Nguyễn Minh Chí đó. Ông Charlie Nguyễn Minh Chí thì bị cộng đồng hay là bị những cái phía đối lập hay là rất là nhiều các cái cá nhân ở hoạt động ở trong cái vùng lý đồ Sài Gòn kết luận rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí, hay là người ta thường ngầm nói rằng ông Charlie Nguyễn Minh Chí đi chung với một cái nhóm các dân cử khác và cho rằng là một cái nhóm dân cử nó sống khép kín với nhau và không có một cái sự sinh hoạt với những cái kênh truyền thông khác. Chính vì vậy đó, như ngay cả như bản thân chúng tôi cũng không có nhận được một thông tin gì từ ở phía bên Charlie Nguyễn Minh Chí hay là cái nhóm của ông ta, mặc dù là đi dự va ba của ông David Dương thì chúng tôi có gặp các cái dân cử, những cái dân cử mà cũng được cho rằng trong cái nhóm của ông Charlie Nguyễn Minh Chí, và chúng ta thấy là cái nhóm này có thân thiết hay ngầm có một sự kết nối rất là chặt chẽ đối với một vài những cái truyền thông hay là một vài những cái YouTuber giống như là Trương Quốc Huy hay là Trần Nhật Phong. Thì đây có lẽ là hai cái YouTuber mà gọi là những cái loa phóng thanh của cái nhóm này,
Chính vì vậy thì chúng ta cũng chưa thấy những cái người trong trong cái nhóm này hay là những cái YouTuber này họ lên tiếng họ nói như thế nào. Ở bên vực ông Charlie Minh Chí nó có hay không cái uống rượu hay là có hay không cái việc mà điều tra của cảnh sát theo cái hướng đó thì có đúng hay không? Và nếu mà xảy ra một cái tai nạn bình thường thì nó như thế nào? Thì bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin nói rằng ông cha Liên Quân Minh Chí cũng đã có trả lời ở đâu đó hay là cũng đã có bắn tiếng rằng là ông ta không phải là cái người coi như là uống rượu lái xe, tức nghĩa là ông ta thừa nhận ông ta có điều khiển cái chiếc xe Tesla đó và gây ra cái việc mà vỡ kính gây ra một cái tai nạn như vậy, nhưng mà đó chỉ là một cái tai nạn chứ ông ta không phải là uống rượu. Và cái tai nạn nó cũng được giải thích rằng là khi mà điều khiển cái Tesla có lẽ là nó bị tăng cái ga lên đó, nó bất chợt, và đây có lẽ là một sự cố của cái chiếc xe thì nhiều hơn, cho nên chính vì cái điều này là nói coi như là ông Nguyễn Minh Chí là một cái ngoại phạm, hay nói đúng hơn là ông ta không phải là cái người cố ý để gây ra một cái tai nạn như vậy. Thì với những thông tin như thế thì chúng tôi không biết là có đúng hay không, bởi vì chúng tôi không nghe chính là ông cha Liên Quân Minh Chí trả lời. Chúng tôi chỉ thấy được những cái thông tin mà người ta gửi đến hoặc người ta báo cho chúng tôi biết, hoặc là ngay cả như là phía bên ông Vũ Hoàng Lân cũng đã viết ở trên cái trang nhà của mình, là trên coi như là Facebook cũng đã nói về cái điều như vậy. Thì chúng tôi ban đầu thì có thể nhận định rằng nếu như mà cái lời ông cha Liên Quân Minh Chí nói là có thật, và ông Charlie Nguyễn Minh Chí là nếu mà phản ánh là cái chiếc Tesla đó mà tự động nó tăng cái ga lên và không mất cái khả năng điều khiển, nếu mà như vậy thì đây là một cái vấn đề khác, đây là một vấn đề mà nó lại nghiêm trọng ở cái chỗ là những người chống cộng, những cái kênh YouTube nhưng mà còn bị cho là trong cái nhóm của ông Charlie Nguyễn Minh Chí đó, ví dụ như Trần Nhật Phong hay là Triệu Quốc Huy lúc nào cũng chửi, cũng khen Tesla lên trên trời, cũng ca ngợi Tesla rất là dữ dội và chửi VinFast rồi gầm chê VinFast, thậm chí là đòi đốt xe VinFast. Trong khi đó thì ca ngợi và nói rằng xe VinFast có lỗi rất là nhiều, rồi Tesla không có lỗi, nhưng mà cuối cùng thì Tesla chúng ta đã thấy rồi, quá nhiều những cái lỗi, và những cái lỗi như thế này nhé, một chút nữa nếu như cái người mà họ có ngồi trong cái quán đó thì có khi họ đã bị đụng chết rồi, hoặc là ít nhất là họ bị tai nạn rất là kinh khủng, hoặc là một cái cụ già, một cái trẻ em nào đó mà đi ngang cái hành lang ngay trong cái lúc đó, thì cái chiếc Tesla mà nó phóng lên như vậy thì chỉ có lấy mạng người ta thôi. Bởi vì một cái khu shopping, một cái khu mà người ta ăn coi như là mua sắm, người ta một cái khu buôn bán, một cái khu mà có khá nhiều khách. Chính vì vậy thì những cái lỗi lầm như thế này thì chúng tôi cũng chưa nghe ông Charlie Minh Chí nói rằng là sẽ kiện thương Tesla như thế nào, và là cũng không có đứng ra để mà cảnh báo những cái người dân trong khu vực, những cái người mà Việt Nam thường hay chửi VinFast, những người chống cộng, những cái người mà coi như là đội cái chiếc xe Tesla lên đầu, ủng hộ các cái hàng Mỹ và cho rằng Tesla là hạng nhất, thì như vậy thì có phải là họ đang muốn bưng bít thông tin, họ đang muốn là không muốn tố cáo VinFast, hay là họ là một cái cộng đồng cần phải có một sự thông liên thông với nhau để có một cái sự những cái thông tin như thế này, những cái thông điệp đưa ra cần phải rất là rõ ràng để mà cảnh báo các đồng hương, bởi vì người Việt cũng thường hay sử dụng xe của Tesla. Và nếu như vậy thì để mà chứng minh rằng là cái Tesla nó đang có những sự cố, đó là cái điều mà chúng ta cho rằng nếu mà ông Charlie Nguyễn Minh Chí là nó thật. Và điều đặt ra là tại sao ông Charlie Nguyễn Minh Chí không lên tiếng? Ông ta không lên tiếng thì cũng bị nhiều người đặt cái vấn đề, một là có hay không cái việc mà ông ta nói đúng, hai là cái điều ông ta nói á có phải là nó phản ánh một cái vấn đề mà ông ta muốn che đậy một cái điều gì đó hay không, chứ tại sao ông ta không nói? Nếu mà Tesla có thì ngoại trừ ông cha Nguyễn Minh Chí ra thì trong cộng đồng hồi xưa giờ có bao nhiêu người đã bị cái trường hợp như vậy hay không? Cho nên là chúng ta thấy là đây là cái điều rất là khó hiểu. Đến ngày hôm nay thì trở lại cái vụ việc đó, thì ông cha Nguyễn Minh Chí mà gây ra một cái tai nạn, gây ra tai nạn thì nó có hai hướng. Cái thứ nhất, nếu như DUI là có thật, DUI là có thật dù cho cái nồng độ rượu là bao nhiêu đi nữa, thì bây giờ đó thì cảnh sát đó, chúng ta muốn biết rằng người ta có tiến hành điều tra hay không. Trước mắt là ngay trong cái ngày hôm đó người ta có lấy máu hay là có thử nước tiểu
hay là người ta có khám nghiệm ông cha Lý Quỳnh Bình Chí để biết rằng ông cha Lý Quỳnh Chí có nồng độ của các chất kích thích hay không. Và cái thứ hai là nếu mà người ta không làm theo đúng cái thủ tục đó thì có lẽ là cũng sẽ bị đánh giá rằng là bào che hay là cố ý làm nhẹ đi, hoặc là có hay không cái sự đạp giò đạp cẳng, có cái sự là phủ binh phủ quyền binh quyền hay không, bởi vì cùng một thành phố là Westminster. Các bạn đừng tưởng rằng ở tại Hoa Kỳ đó thì người ta là độc lập, người ta là minh bạch, người ta là hoàn toàn là trong sáng đâu. Chắc chắn một cái điều rằng ở đâu cũng có những cái vấn đề tham nhũng tham ô hay là hối lộ móc ngoặc hay là ngay cả những cái tiêu cực gì vẫn có. Nếu mà không có thì có lẽ là ở Mỹ đó người ta đã không còn cái tòa án để mà xét xử về những cái tội như vậy nữa. Thì cái việc mà xảy ra đó thì đặt ra nhiều cái vấn đề lắm. Và bây giờ thì những người trong cuộc, thí dụ như trên phố Mosa TV khi mà phỏng vấn ông Đoàn Trọng thì chính ông Đoàn Trọng cũng nói rằng đã từng có tiếp xúc với người chủ quán của Su Đá, và người chủ quán này là một người thiếu nữ đang mong muốn rằng sẽ có một cái bản báo cáo về cái tai nạn, nhưng mà đến ngày hôm nay thì cảnh sát hẹn là có thể là đến 10 ngày mới có. Thì cái thủ tục đó chúng ta phải tiếp tục chờ đợi và để coi khi mà có báo cáo người ta báo cáo theo cái hướng nào. À, hay là có hay không cái việc mà đang sắp xếp đang tô điểm để mà định hướng để rồi cuối cùng ra một cái bản báo cáo nó bị đánh giá là chẳng có ra ngô ra khoai, hay là người ta muốn make up lại hay muốn làm đẹp lại, muốn có những cái điều mà làm theo một cái định hướng chăng, thì tất cả những cái điều này chúng ta cũng phải tiếp tục chờ đợi. Dĩ nhiên là ai cũng phải tin tưởng với pháp luật, sống ở đâu phải tin tưởng pháp luật ở đó, sống ở Hoa Kỳ cũng phải tin tưởng pháp luật Hoa Kỳ. Còn nếu như mình có chứng cứ, mình thấy rằng họ làm sai thì mình tố cáo và quyết liệt tố cáo đến cùng. Thì cái vụ việc này nếu như mà có DUI thật thì đó là một cái điều vô cùng nghiêm trọng. Đó là một điều mà không thể chấp nhận được. Bởi vì một thị trưởng hay là một cái ứng viên hay là ngay cả một nghị viên hay là một cái dân cử, dù cho họ chê rằng là đó là những cái ghế hủ tiếu, cái ghế mà bán chè đậu gì đó, nhưng mà nó vẫn là một cái đại diện cho dân, chính vì đại diện cho dân mà lại là cái người vi phạm pháp luật. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề uống rượu hay không uống rượu, không thể đánh giá rằng ở đàn ông là phải uống rượu hay là cái người sống trong cộng đồng thì việc uống rượu rất là bình thường kia. Uống rượu thì bình thường, nhưng mà uống rượu lái xe không bình thường. Uống rượu lái xe là cái điều không chấp nhận được. Vấn đề ở đây không phải là mình lái xe có tỉnh hay không tỉnh, vấn đề chỗ là mình không tuân thủ pháp luật. Mình là cái người đại diện cho dân, người đại diện cho quần chúng để mà dạy dỗ người ta thực thi pháp luật, để dạy dỗ quần chúng phải sống cho có ích cho xã hội, nhưng mà mình lại vi phạm, mình bẻ luật pháp, mình chà đạp luật pháp. Cái điều đó đối với những người dân thường, những cái người mà lao động bình thường mình còn không xứng đáng được, chứ đừng có nói chi mà gọi là đại diện dân cử, không có một cái lý lẽ nào có thể mà giải đáp cho những cái chuyện đó cả. Giống như trước đây thì cũng có một cái trường hợp của một cái dân cử trúng trong khu vực này chạy tông bể cái bức tường của người ta, sau đó thì cũng sinh ra ứng cử ứng cò ứng kéo, rồi cũng có nhiều người lên bào chữa là phải cho người ta cơ hội sửa sai, cho này cho cái gì. Một cái kẻ đã trở thành một cái người tội phạm, hay nói đúng hơn là ngay cả nếu mà nói tội phạm trong vấn đề hình sự thì thật ra DUI là hình sự, DUI đa phần là hình sự. Nếu mà xảy ra tai nạn mà có thiệt hại vật chất hay là tài sản hay là con người mà nó có giá trị cao đó thì đó là một cái tội hình sự rất là nặng nữa, chứ không phải là tội hình sự thường. Còn thông thường thì đó là một cái lỗi lỗi về vấn đề hành chính mà cũng rất là nặng. Cái lỗi hành chính mà lỗi nặng đó đối với DUI hay là lái xe uống rượu là cái lỗi cố ý chứ không phải lỗi vô ý. Ví dụ như chúng ta làm một cái việc gì mà sơ suất để mà xảy ra rồi gây tai nạn cho người khác, mình lái xe mình bất cẩn vì cái điều kiện trời mưa trời gió các thứ mà mình không có giữ tốc độ được, có khi mình lại làm gây tai nạn, thì cái đó người ta còn thông cảm được. Còn cái này mình cố ý hoàn toàn, uống rượu lái xe là cố ý. Bởi vì sao? Mình đã uống rượu rồi mà mình lên mình đề mái xe mà mình ngồi sau cái vô lăng để mà mình chạy, đó là cố ý. Cố ý ở chỗ là mình biết uống rượu mình vẫn cố để mình lái, cố gắng để mình lái, cho nên không thể nói là vô ý mà tôi bị đi vô hại, có chuyện vô ý. Còn uống rượu hay không, người ta ép không ép là cái chuyện của mình có muốn uống hay không, cái miệng của mình không thả miệng nó ra, ai mà đổ rượu vào trong mình được. Cho nên là chúng tôi rất là đồng ý với những cái việc mà cần phải xử lý rất là nặng đối với những người uống rượu lái xe.
nhất là họ là những người dân cử, những người đại diện thì càng phải có cái việc là xử rất là nặng. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu như mà kết luận đó, nếu như có các cơ sở mà cho rằng ông cha Lê Nguyễn Minh Chí là cái người đã uống rượu lái xe, đã đi DUI, thì đây là một cái điều là phản ứng của cộng đồng sẽ rất là dữ dội trong những ngày tới. Có lẽ là đã đến lúc phải cần làm cho nó rõ ràng hơn, và cần phải xây dựng một cộng đồng đi theo các cái nền nếp, không thể chấp nhận mà nó vàng thao lẫn lộn được. Không thể là cái người vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vi phạm xem thường các cái luật pháp của Hoa Kỳ mà lại còn muốn ngồi trên đầu trên cổ của thiên hạ, muốn chỉ dạy thiên hạ, muốn làm tàn ở trong cái khu vực thì không thể chấp nhận. Thì đó là cái điều mà chúng ta nhận định đầu tiên về nếu hay có là cái kết luận nói về DUI thì không chỉ là ông Trần Liên Quân Chí mà tất cả các cái dân cử khác thì cũng sẽ bị lên án rất là dữ dội, mà có thể là bị mất phiếu, có thể phải từ chức hoặc có thể phải chấm dứt cái sự nghiệp chính trị tạm thời trong cái thời điểm này. Đó là cái điều mà chúng ta nhận định thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu như mà kết luận của cảnh sát thì nói rằng không phải gây cái tai nạn vì cái DUI, thì cái điều này là do một cái bất cẩn. Thì cái bất cẩn đó là một cái tai nạn thông thường thôi. Thì cái tai nạn thông thường như vậy thì người ta nói là ông này lái kém, ông này lái dở, hoặc là ông này này không có phải là cái người điều khiển xe một cách thành thục, hoặc là vì cái lỗi của Tesla. Thì nếu mà như vậy thì người ta có thể chấp nhận được, người ta thấy rằng thì đây là cái việc mà ngoài ý muốn chứ không phải là cái việc ông ta cố ý. Bởi vì trong cái lúc mà ngồi lái chiếc xe như vậy thì vì các cái kỹ năng, vì các cái thứ thì những cái lỗi đó thì phải bồi thường thôi, bởi vì không xảy ra cái tai nạn là chết người. Nhưng mà dù cho trong cái trường hợp như vậy đi nữa thì cái việc mà bất chợt chồm lên mà tông vào cái chiếc xe bể vỡ kính như vậy thì cảnh sát á, mặc dù là người lái xe người ta nói rằng họ không có uống rượu, không có sử dụng các chất kích thích, nhưng mà theo thủ tục chung họ phải tiến hành để mà làm toàn bộ những cái điều đó, bởi vì chúng ta có thể hoàn toàn có cái điều nghi ngờ. Ví dụ như khi xảy ra một sự việc mà đánh nhau ở trên đường phố, cầm gươm, cầm chém, cầm dao mát gì đó rượt đuổi đánh nhau, thì sau khi mà bắt hết những người thì người ta vẫn có thể tiến hành để mà thử nghiệm có hay không cái sự có cái nồng độ chất ma túy, nồng độ của rượu bia hay là những cái nồng độ của các chất kích thích khác. Bởi vì họ thấy những hành xử như vậy thì họ hoàn toàn có cái nghi ngờ. Ngay cả như cái giải SEA Games, giải Olympic hay là những cái thi đấu đây, mà khi mà người ta thấy rằng một cái thành tích của một cái cá nhân nào đó mà nó ấn tượng quá, nhiều khi họ cũng nghi ngờ là cái cá nhân nó có sử dụng các cái chất kích thích hoặc là doping gì đó, thì họ hoàn toàn yêu cầu khám nghiệm. Thì đối với những cái vụ án như vậy thì khi mà thấy cái sự kiện bất thờ, thấy cái người mà có những cái hành xử như vậy thì người ta phải tiến hành, và nếu như mà có tiến hành mà điều tra hay là thử nghiệm cái DUI mà có ra cái kết quả gọi là âm tính thì cái điều đó là càng thuyết phục hơn thôi. Còn nếu như đưa ra một cái kết quả mà cuối cùng thì không có tiến hành mà thử nghiệm về cái DUI thì chúng tôi thấy rằng cũng khó mà để thuyết phục những người trong khu vực. Những người trong cái vùng lý đô Sài Gòn cho rằng là nhiều khi lực lượng chức năng không làm hết mình, không có truy tìm, không có làm rõ các cái vụ việc. Thì nói tóm lại thì đây là một vụ việc nghiêm trọng. Đây là một vụ việc mà nó ảnh hưởng rất là nặng đối với ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Dù cho xảy ra tai nạn hay là dù có uống rượu lái xe gì nữa thì ít nhiều cũng đã bị cộng đồng người ta để ý rất là nhiều rồi. Và trong những ngày vừa qua thì nhiều cái câu hỏi được đặt ra. Người ta cũng đặt cái vấn đề là có hay không sự vi phạm luật, và có hay không có cái sự mà ảnh hưởng gì đó của cái quyền lực trong cái vấn đề đối với cảnh sát để mà điều tra hay không. Đây là những cái vấn đề mà đặt ra những câu hỏi phải nói rất là nghiêm trọng. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi tin tưởng vào luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng tôi tin tưởng rằng là bởi vì những cái nhân viên công lực của Hoa Kỳ thì họ có cái mức lương rất là cao. Họ không dễ gì để mà có thể đánh rẻ, bán rẻ các cái mức sống của họ hay là cái lý tưởng của họ. Bởi vì cái lương của cảnh sát là cái lương cố định và họ là làm rất chuyên nghiệp. Còn những cái chức vụ như là Charlie Nguyễn Minh Chí hay là những cái ghế hủ tiếu ở các cái thành phố trong khu vực nhỏ 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 đó, council đồ đó thì cũng chỉ làm tạm thời thôi.
2 năm ngồi cho vui, sau đó thì có thể là ra ứng cử tiếp, hoặc là có những thành phố thì họ cho là 4 năm thì cũng ngồi đó 2 3 tuần thì họp một lần 2 3 tiếng đồng hồ đó, ngồi đó nghe người ta chửi, ngồi đó rồi nói chuyện nghiêu ngao cho vui thiên hạ, lâu lâu thì đi ra bên ngoài thắt cà rồi vỗ ngực xưng tên người này, gọi như tung hô người kia, người hô người kia tung hô người nọ, làm như là ra vẻ mình là quan trọng vậy thôi, chứ thực ra thì cái đó cũng chỉ là bình thường và họ cũng trả có bao nhiêu lương. Nếu mà tính thực chất họ cũng chỉ gần khoảng 1.000 đồng bạc Mỹ kim trong vòng là 1 tháng, với mức lương làm sao mà sống, và họ có hay không cái việc đạp giò đạp cẳng hay không, hối lộ hối lạo hay là trục lợi ở mức độ khác đó, thì đó mới là vấn đề, đó là cái điều mà người ta nghi ngờ, người ta mới đặt ra thôi. Chứ còn bình thường đó thì những cái ghế mà của những cái người dân cử nó không có bao giờ bằng cảnh sát cả. Đối với chúng tôi nghĩ đánh giá rằng là cảnh sát họ có tính chất chuyên nghiệp và họ là cái lực lượng gọi là cưỡng chế của nhà nước, của cái quốc gia của Hoa Kỳ, và họ phải bảo vệ cái công lý, đó mới là cái điều mà chúng ta quan tâm. Và qua cái vụ việc mà những cái đồn thổi về cái gây tai nạn của Charlie Nguyễn Minh Chí đó, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi, và chúng tôi cũng rất là mong nếu như là ở phía của Charlie Nguyễn Minh Chí hay cái nhóm của người ta có những cái thông tin chính thống như thế nào, hãy nên phát ra và hãy tung ra gửi cho các cái cơ quan dân cử những cái địa chỉ email của các cái kênh YouTube ở trong khu vực hay là báo chí ở trong khu vực. Có lẽ là nhóm của Charlie Nguyễn Minh Chí cũng đã biết, nhưng mà chứ tránh đi những cái tình trạng chỉ là biến và nghĩ rằng là cha Trần Nhật Phong hay là Trương Quốc Huy mới là dữ dội để rồi là bảo vệ cho mình, rồi tránh đi tất cả những cái truyền thông khác, coi những cái truyền thông khác không ra gì, thì cái đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng một cái cách làm rất là khó hiểu. Một cái cách làm như vậy thì cũng bị những cái người trong khu vực, dĩ nhiên là khi mà không có những cái thông tin chính thống, những cái thông tin phản bác, thì người ta phải dựa theo những cái thông tin mà họ có, những thông tin họ có khi nó một chiều, và là có khi nó phiến diện, hay là có khi nó bất lợi cho một bên. Thì những cái điều này là cái điều mà những người mà họ chuyên nghiệp họ không bao giờ họ làm như thế cả, và họ sẵn sàng tiếp xúc với các cơ quan. Chúng tôi thì rất là sẵn sàng để mà đón nhận những cái thông tin từ nhiều phía để mà phản ánh cho nó đến rất trung thực. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi cũng chỉ có ý kiến đó như vậy thôi, chúng tôi không nhắm vào nhóm nào cả, không nhắm một cá nhân nào cả, nhưng mà nếu có thông tin chính thống chúng tôi sẽ đưa toàn bộ và sẽ trao đổi thêm với quý vị sau. Còn hôm nay thì xin tạm dừng ở đây, kính chúc quý vị một ngày thật là vui.